Bây giờ đầu tiên là mình sẽ ôn lại một chút về cái khối đại học. Thì mình có cái này thì mình biết hiểu được. Đầu tiên mình nói là cái học thuật, tức là dịch từ cái meta lên pro. Và cái phần thứ ba của cái tiết vở 2 được hình thành sau cái tiền thật và trung thật. Từ vào tuần thứ 7 của thai kỳ đó thì cái metanephrose là cái học thuật này đó nó bắt đầu phát triển, bắt đầu là một cái mầm ureteric bud, một cái mầm hiệu quả, mầm hiệu quả hay là bắt đầu thành, nó phát triển từ ống trung thận, tức là mesonephric duct. Đủ khái niệm trong tương quan nhưng mà mình chỉ biết là cái này coi như là cái mesonephrose, coi như là cái nguồn gốc của nó đầu tiên của nó, sau đó nó phát triển ra cái mầm thực quản. Rồi thì sau đó cái mầm này nó dài ra, nó hình thành cái thực quản, cái bể thận, cái đài thận và hệ thống của chúng ta. Thì cái gì thấy rằng là cái thằng này bắt đầu nó phát triển, cái thằng đỏ đỏ này nè, nó hình thành nó là giống như cái hình mình chụp UV đó, hình thành cái hệ thống đó. Ở giai đoạn sớm của vòng 2 thì thận nó nằm trong mức trọng rồi đi lên vị trí, tức là đầu tiên là cái thận nó hình thành ở dưới trọng, sau đó nó đi lên cái cổ thận. Cho nên là vào tuần thứ 11 của thai kỳ thì nó ở cái vị trí hố thận hai bên, tức là khi mình làm siêu thai quý 1 là thận nằm ở vị trí bình thường rồi. Thì từ cái nguồn gốc của thai này thì những cái thận đặt chỗ đó, đi không thông thường là như vậy, tức là nó nằm luôn ở một chỗ, không đi lên. Đó như vậy là cái mầm bắt đầu từ đây và nó phát triển dài ra cái thận như thế này. Và cái thận nó bắt đầu bài tiết nước tiểu vào cuối quý một, như vậy là cái nước ối trong quý quý một á nó không có phụ thuộc vào cái thận, mà từ sau quý một thì đi thì cái nước tiểu của em bé như vậy. Thì đây là cái hình nó minh họa cho có những cái thận nó thì nó nằm luôn ở cái vùng chậu, rồi có những cái thận nó đi lên lơ, có những cái thận nó đi lên trên bình thường. Thì khi mà thận đi lên trên bình thường thì hai cái động mạch thận nó xuất phát từ cái động mạch chủ bụng nó chạy ra. Còn nếu cái thận nó nằm vùng chậu như hai cái trường hợp này thì thường là từ cái động mạch chậu để cho rồi. Nó có một cái cấu trúc mà mình sẽ biết, tức là vào tuần thứ 9 của vòng 2, cái ổ nhớt, tức là cái cloaca, đây là cái ổ nhớt. Cái phần đuôi của đoạn cuối ruột phôi là nguyên một vàng, được chia ra bởi cái vách niệu tràng. Nó có cái vách, cái gì thấy bình thường là cái này, cái khoang một màng nguyên một cái khối, xong rồi nó có một cái vách, đây là cái vách urorecto, là cái vách điệu trạng ngăn ra. Rồi khi mà nó ngăn ra như vậy thì nó sẽ có cái trực tràng ở phía sau và cái xoang cũng được ở phía trước. Cái gì thấy cái này nó bắt đầu trục chia này, cái này nó chia nhiều hơn như vậy, là phía sau trực tràng và phía trước này cái xoang cũng được một bàn đặt. Dạ. Đến đây thì cái sự phân chia hoàn toàn. Phía sau là trực tràng, đây là cái bát, cái bát nhiều trực tràng. Cái bàng quang được tạo thành từ cái xoang dục dục. Như vậy là cái màu vàng ở phía trên là nó hình thành cái bàng quang. Nhiều đặng nữ và phần lớn nhiều đặng nam được hình thành tương tự. Tức là cái bàng quang và cái nhiều đặng là nó từ một nguồn gốc. Cái nam dài hơn mà nữ thì nó ngắn lại. Phần đầu thì cái bàng quang này nó thông thương với cái niệm nang, tức là alanthus, nhưng mà sau đó cái niệm nang nó trở thành dạng sơ và trở thành rốt. Ở cái này nó gọi là niệm nang. Và sau đó thì nó thành rốt, tức là đầu tiên cái rốt và cái bàng quang này nó thông với nhau. Và sau đó thì nó trở thành
đứa bé mà nó sinh ra mà cái rốn nó bị ướt là nhiều khi là nó tồn tại cái gọi là cái niệm nang, tức là cái nó không hình thành cái ure trước mà nó vẫn còn là hai lần dưới không. Dạ, cái cụ sinh dục cái đây người ta không gọi là sinh dục nam hay sinh dục nữ, tức là cái này đông nam nó làm bằng sinh dục, tức là genital gland, tức là cái cụ sinh dục, và nó hình thành cái âm vật ở nữ và cái dương vật ở nam, thì đây là cái âm vật ở nữ và đây là cái dương vật ở nam. Như vậy là cái âm vật và cái dương vật là nó có cùng một gốc. Cái u sinh dục nó hình thành cái buồng trứng ở nữ và sinh hoạt ở nam. Đã, thì đây là cái buồng trứng nữ và đây là cái dương vật ở nam. Thì khởi đầu đó là cả hai cái này nó nằm ở chậu hết. Ha? Và sau đó cái tinh hoàn này nó sẽ đi xuống biểu. Thật ra là nó có hai cái đi ngược nhau ở nam giới, tức là cái thật của cuộc chậu trên đường kê, cái tinh hoàn thì cuộc chậu xuống biểu. Ở nữ thì cái trung thận và ống trung thận nó thoái hóa, ống cực trung thận nó phát triển thành cái mọi trứng tử cung và ống đạo, tức là cái ống nguyên lơ đó là ống cực trung thận và ống nguyên lơ nó phát triển thành cái mọi trứng tử cung và cái phần kênh của ống đạo, cái hôm trước mình học cái phần xương tử cung mình học rồi nè. Ở nam giới thì cái trung thận và ống trung thận trở thành cái màu tinh và ống dẫn tinh, ống cực trung thận đeo nghiêng để làm cái di tích là cái mẫu phụ tinh hoàn. Như vậy thì các anh chị thấy rằng là nếu mà các anh chị để ý mình là xương biểu ở nam giới, xương tinh hoàn ở nam giới, lâu lâu mình thấy nó vô ra một cái cục giống như là polyp nhá. Vì thông thường ở trong cái tinh hoàn mình xương ở trong cái bao ở trong cái biểu nó nằm trong cái biểu, thì thông thường nó có một lớp mỏng bao quanh cái tinh hoàn, đó là bình thường, đúng không? Thì đơn giản là cái lớp tinh mỏng đó mình thấy lâu lâu nó lồi lên một cái y chang như cái polyp vậy, tức là một cái cấu trúc nhỏ nó có cú y chang làm polyp trước mặt vậy đó. Thì cái đó nó gọi là cái mẫu phụ tinh hoàn. Cái mẫu phụ tinh hoàn bởi vì nó có cái cú nhỏ nên đôi khi nó bị sẵn. Đó, nhiều khi nó không phải xoắn tinh hoàn mà xoắn mẫu phụ tinh hoàn. Thì cái mẫu phụ đó là nó là di tích của cái ống Wiener, tức là đối với nữ á, thì nó hình thành nhiều thứ lắm, từ vòi trứng cho đến tử cung cho đến một ba phần tư trên của cái ống đạo. Trong cái đó nam thì nó lại teo mất đi, nó thành ra một cái mẫu phụ giống như cái polyp nằm trên cái tinh hoàn. Như vậy thì nó có hai cái là ống quốc, là ống trung thận của ống Wiener và cái ống cận trung thận, thì nam phát triển khác nhau, thì cái đó nó lại điều tiết bởi cái hormone sinh dục. Nên chính vì vậy cho nên có một số đứa bé nó hormone sinh dục nó không được bình thường thì mẹ sẽ đưa đến cái giới tính hormone. Cái mẫu phụ tinh hoàn là cái di tích bào thai của cái ống cận trung thận, tức là cái ống Wheeler đó, là một cái cấu trúc bầu dục nhỏ nằm cực trên, nằm rãnh giữa tinh hoàn và đầu hoàng tinh. Mình thấy được 90% trẻ em trai mà dễ thấy hơn khi đã có một cái dịch nằm bao quanh cái mẫu phụ màu tinh. Thấy ở trong, tức là đây là mẫu phụ tinh hoàn. Còn cái mẫu phụ màu tinh đó là nó nằm ở trên cái màu tinh đó, mẫu phụ tinh hoàn các mẫu phụ màu tinh. Mẫu phụ màu tinh nó hai loại là đầu màu tinh là di tích của cái ống trung thận, là cái ống quốc, tức là sau khi mà nó phát triển thành những cái cấu trúc của nam giới thì nó lại còn cái mẫu phụ, đó là cái di tích của Trung Quốc. Rồi ở đuôi màu tinh cũng là di tích của cái ống trung thận, tức là của ống quốc luôn, nó nằm ở vị trí giữa thân, tức là có thể có hai cái mẫu phụ này, và đây là cái di tích của chính nó luôn. Sau khi hình thành như vậy là có hai loại là mẫu phụ tinh hoàn và mẫu phụ màu tinh. Thì mẫu phụ màu tinh thì tương đương với cái ống cái di tích của Wiener, còn cái màu tinh là di tích của Trung Quốc. Như vậy thì cái này mình học rồi, tức là đây là hai ống Wiener ở thượng giới,
cao thanh thản gọi trên tử cung và ba phần tử trên của cái đàn. Đó, ở đây một lần nữa mình có một cái để mình ôn lại thì cái gì thấy là đây là cái nền metronephros, cái học thật thì nó hình thành cái niệu quản và cái thật của em bé thế nha. Còn đây là cái màu vàng, đây là chính là cái gì đó, cái hình thành cái xoang, cái vách ngăn này hình thành cái trực tràng phía sau, cái xoang mình dựng ở phía trước thế nha. Đó, cái thằng này đó là cái ống niệu nang đây đó. Và sau đó thì đó cái hình thành phía trước là cái bàng quang, phía sau là cái trực tràng đó. Còn cái phần mà xanh xanh nè, nó lên nó hình thành cái thận, cái hiệu quả thế nha. Còn đây là cái màu hồng đây đó, là cái phát triển của cái ống Müller để nó hình thành cái tử cung ở đầu đó thế nha. Rồi còn nam thì ở đây không có. Thì cái cuốn một á thì 99% thật thanh nhiên có thể thấy nếu mà khảo sát và ngã âm đạo ở đây một cái thai 13 tuần thì như thế hai cái quả thật hay hai cái sản thật một tối này nó có hình bầu dục hồi âm dày trung tâm hồi âm trong nó nằm hai bên cái cột sống. Một quý 2 và mỗi quý 3 thì mình khảo sát bình thường một là bộ thì cái mốt này khảo sát thì mình cũng có lấy cái cột sống làm cái trực cấp dạng từ cái cột sống để nằm này hai quả thật nó nằm hai bên đây là có cái xoan thật hai bên đây. Ở quý 2 thì hồi âm nó bằng hoặc là kém so với cấu trúc xung quanh thì cái gì thấy rằng là mình nhận biết được mình nhờ cái tiền hồi âm của nó hơi dày quả thật tiền hồi âm hơi dày một chút và cái xoan thật nó hồi âm trong này nhận biết được. Đó, đây là một cái thai của quý 3 cái gì thế là em bé nó nằm sấp và đây là cái cột sống đây. Đó, và đây là hai cái quả thật hai bên. Từ lá cắt ngang thì mình xoay qua lá cắt dọc thì mình sẽ thấy và mình trượt đầu dò qua bên cột sống thì mình sẽ thấy được xem hai quả thật phải như thế nào. Thế ra là trượt qua cái cột sống. Cái quan trọng là mình phải làm được cái lát đất bằng, bởi vì cái lát đất bằng này là mình lấy được hai cái động mạch thận nó tương hợp cả hai cái quả thận này thì đây là cái cách để mình xác định là nó có bị bất thành thận này hay không, tức là mình phải thấy được cái người mà nó giang hai tay này như thế này đó, giống như một cái người mà đứng giang hai tay này ra hai cái tay cũng là hai cái động mạch thận này về đây là cái hai hàng bộ cơ. Đó, rất là dễ làm cái hình ảnh này nghe ha, tại vì khi mình làm cái phần bụng thì có rất là nhiều phần tiếp cận để mình lấy được cái mặt thật quanh. Một quý 3 thì khoan mở mặt thật và mở xoang thật nó có hồi âm dày thành ra mình thấy được đây là cái mặt thật, đây là cái vỏ thật ở phía ngoài đó, thấy được cái thật đây. Cái đặc tính là cái bờ thận nó đa cung ở trong cái, bởi vì khi nó nằm trong bụng và khi mà nó ra đời thì mình nằm đầu cái bờ nó đa cung như thế này, còn sau đó nó mất dần cái múi như thế này thành cái thận lớn như thế này, nhưng mà đôi khi thận lớn thì cũng có những cái bệnh nhân còn còn lại nó có một cái đặc tính nữa là trong cái thai kỳ đó, khi mà em bé nó nằm trong bụng thì cái tượng thận rất là lớn so với quả thận. Đây là tương quan kích thước giữa cái thận và cái tuyến lực thận ở một cái thai ở quý 2 nam thì đây cái tuyến thận rất là lớn so với quả thận. Rồi đây là cái bàng quang và cái cách mà để chẩn đoán nó chắc chắn là cái bàng quang mà mình dùng cái lá cắt ngang cùng dọc cho cái đốt đèn màu rồi thì mình sẽ thấy được hai cái động mạch rốt nam sau khi mà nó đi vô trong cái chu kỳ đầy rỗng bàng quang là 25 phút. Thì nếu mà các chị thấy mà không có thấy được cái mọng cái này nhiều thì tròn được tiếng sau rồi gọi lại thì mình sẽ thấy rõ.
cái chỉ số mới nó cung cấp thông tin về chức năng thận và khác nhau. Và sau 16 tuần nước tiểu là cái nguồn cung cấp chính cho nên có. Như vậy là từ đầu quý 2, tức là sau quý 1, tức là sau tuần 14 đó, thì bắt đầu là cái thận nó có đóng vai trò trong cái cung cấp nước cho cái phổi. Nhưng mà chị phải nói là đến sau 16 tuần thì nước tiểu là cái nguồn cung cấp chính cho cái phổi. Hay nói một cách khác dễ nhớ hơn là vào quý 2 thì nước tiểu là nguồn cung cấp cho phổi chính. Đúng không? Như vậy là nếu mà siêu âm thai quý 2 mà nước phổi nó ít thì coi chừng là nó không đẹp. Đúng không? Do đó nếu mà chỉ số bình thường thì chứng tỏ có ít nhất một thận ở chức năng. Nếu mà thai chịu ốm thì cần phải khảo sát kỹ cái lượng thai dung dịch. Nếu mà không có triệu chứng của ốm hoặc là có bằng chứng cho thấy là thai chậm thì vì cái tiểu ốm nó liên quan rất rất nhiều cái nó cái là thai chậm thì cái tiểu ốm đầu thứ hai có tiên lượng rất là xấu vì nó kết hợp với triệu thận phổi. Tại vì cái chúng ta nhớ là cái vào đầu thứ hai nó bắt đầu hình thành một loạt các cơ quan nó có phổi. Nếu mà nó chịu hối tức là em bé nó cái lồng ngực nó bị ép lại, nó không có được thở ra bình thường thì lúc đó là nó cũng giống như cái trường hợp hôm trước, trường hợp cái thoát vị hoành đó, thì tức là bây giờ thoát vị hoành nó làm cái chèn từ bên trong ha, nó lên nó lấp, nó không có chỗ cho vợ nó thở, thì bây giờ cái chịu sản cái chịu hối nó làm cái chèn từ bên ngoài ép lồng ngực lại, em bé nó không có phát triển được cái phổi, đưa đến triệu chứng phổi. Thai nhi có bất thường về hệ tình dục nhưng mà chỉ số bình thường sẽ có tiên lượng tốt. Như vậy thì chúng ta tóm tắt lại có năm câu hỏi cần phải lưu ý khi mình coi cái hệ tình dục. Thứ nhất là có thấy bằng quang thai nhi không? Thứ hai là có thấy thật không? Vị trí, hồi âm, kích thước có năng thật hay không? Nó có giãn cái hệ điều hay không? Độ nặng, nguyên nhân. Cái tổn thương nó một bên hay hai bên là một cái xương và cái cuối cùng để lưu ý nó là chế biến hay gì. Ở đây tôi không bàn đến cái lệnh cấm của nhà nước bởi vì nó là một cái lệnh cấm theo tôi là có phần vô si, bởi vì thật là người ta ra một cái lệnh cấm mà người ta không nghĩ nên là nó sẽ được chặn quy mô. Nếu mà dùng đúng từ thì người ta nói là không được tiết lộ giới tính cho dùng cái câu là cấm khảo sát giới tính hay gì, và bởi vì khảo sát giới tính hay gì là một cái phần quan trọng, có một số bệnh nó liên quan đến cái giới tính mà người ta cần phải biết giới tính sớm để người ta loại bỏ đó, và có một số cái như tôi nói lúc nãy tức là do cái sinh dục nam, cái bộ phận sinh dục nam và bộ phận sinh dục nữ nó lại phụ thuộc vào cái thông tin đó, thành ra là nếu mà nó rối loạn trong siêu âm là cái gì biết rồi, nếu mà mình không nhìn đến thì coi như là mình không thấy, không biết gì hết, đúng không? Mình phải cắn mắt ra mình đi tìm nói là bộ phận giới tính của nó thì mình mới thấy được nó là cái gì, đúng không? Còn nếu nói thôi giờ ta không cần phải trả lời cái này cái ta bảo nhìn, đúng không? Mà như vậy là cái gì làm đúng chức năng là phải coi cho hết, còn cái chuyện nói là hay không nói là một chuyện, đúng không? Nhưng mà thực ra ý nghĩa gì hết trơn. Nó có một cái nguyên tắc ngắn gọn như thế này: cái chiều dài thằng thai nhi tính bằng mm tương đương với tuổi thai tính bằng tuần. Nói ví dụ như mình làm cái thai 22 tuần thì là cái chiều dài thằng trung bình là 22 mm. Đơn giản. Bây giờ, còn nếu mà cái gì nào chi li hơn đó thì lấy cái bảng này thì nó có cái tuổi thai và tương ứng với cái chiều dài của nó. Mà tôi thì cái người nó không, mặc dù tôi rất là kỹ tính nhưng mà tôi không có lập cập đến cái mức mà tôi phải cần đo đọc đến từng chút một như vậy ha, tương đối là tôi ví dụ như tôi nói tôi không ai mà làm siêu âm người lớn tôi đo không bao giờ tôi đo cái thật hết á, bởi vì nếu mà tôi thấy nó quá nhỏ không để thì tôi đo, chứ còn tôi nhìn thấy nó bình thường không cần phải đo hết, bởi vì cái mà tôi cần đó là tìm những cái bất thường của cái quả thật đó hoặc là những cái cơ quan khác chứ không phải đâu có ý nghĩa gì đâu, đúng không? Cái gì đâu, người này nó 10,
dài người kia nó đo 11 cm chiều dài người kia nó 12 cm chiều dài nó đâu có ý nghĩa. Nhưng mà nếu mà ok nó 7 cm chiều dài người ta thì nó là công thức thì lúc đó là đọc cái chuyện làm cái chuyện khi làm có thể biết nhìn vô là biết nó bất thường thì nó biết rõ ràng, còn không thì không có lập tập đo làm gì. Nó có nhiều bất thường lắm. Đây là một cái hội chứng gọi là Peter, nó gồm có rốt cuộc sống nè, nó gồm có bất sản cái hormone môn nè, tức là nó có đồ đích ấy. Rồi nó có giò của cái khí quản cái thực quản nè, rồi nó có cái bất sản xương quay và nó có cái thành bất thường đôi khi nó có thêm cái gì tập bệnh tim nữa. Đây là những cái hội chứng mà khi người ta làm người ta thấy rằng là những cái này nó hay kết hợp với nhau thì nó đưa đến hội chứng như vậy. Bất thường nhiễm sắc thể tăng gấp 3 lần ở thai nhi có bất thường ở thận ở đầu, mà nó tăng gấp 10 lần ở thai nhi có bất thường ở thận với đầu và các bất thường khác. Như vậy thì khi mà mình thấy thai nhi nó có bất thường là dùng thì một vấn đề thì đến là quá trình nó có thể có bất thường sắc thể. Rồi bây giờ mình học cái đầu tiên là cái bất sản thận hai bên. Đây là một cái bất thường gây chết thai, tần suất thì thấp thôi, 2/10,000. Nam nữ thì là nó là 2.5/1. Do cái phần dược quản hai bên nó linh phát triển của giai đoạn sớm của bào thai, tức là lúc này mình có cái hộp thận á, bắt đầu nó phát triển cái phần dược quản linh thành lên trên, đúng không? Bây giờ nó mới có cái mầm hiệu quả là cái nó ngưng luôn, không phát triển nữa, coi như là hoàn toàn không có quả thận hai bên. Như vậy thì qua quý 2 này em bé sẽ không có nước ối nữa, đúng không? Bởi vì quý 2 là nước cái thận nó là đóng vai trò chính, tức là nó đáng ra để hình thành nước ối. Bây giờ nó không có, nó không có nước tiểu thì làm gì nó có đồ để mà nó đáng ra là nó không có nước ối. Và như vậy thì cái hiệu nhận nặng nó gây ra cái dị dạng ở thai là bởi vì là cái gì chung ra đi, em bé nó sẽ nằm ở trong một cái bể bơi mà bây giờ nó không có gì hết, nó giống như nó nằm ở trong một cái bao mà nó bó chặt lại đó, thì coi như nó biến dạng ra, nó biến dạng ở ngực, biến dạng tay chân, biến dạng cái đầu, biến dạng cái mặt luôn. Khi mà nó biến dạng như vậy người ta gọi là hội chứng Porter, tức là mà nhìn thì rất là khó bởi vì nó không có nước ối đâu, gần như một khối đặc biệt em bé thôi. Đó, đây là một em bé bị hội chứng phốt tơ. Bây giờ mình coi cái hình ảnh của nó. Đầu tiên sẽ là cắt ngang, thì bắt buộc là mình phải không thấy thật trong cái khối thận hai bên cuộc sống, nên là mình thường thấy hai quả thận. Đó, trường hợp này thì anh chị nên nhớ là mình phải tìm cái cuộc sống trước, cái cuộc sống thấy hai quả thận hai bên. Đây cái cuộc sống này, hai bên này có hai quả thận. Bây giờ dạ, nhưng mà đó là cần chứ không đủ. Bây giờ mình tìm những dấu hiệu khác, dấu hiệu tuyến thượng thận nằm. Cái tuyến thượng thận á là bình thường cái chị thấy nó giống như cái nón nè, đầu là cái thận, nằm là cái nón, đầu là cái thận, nó bình thường. Đây quả thận này, đây là cái thượng thận, đây quả thận này, cái hoàn thận, đây là cái thượng thận. Đây hai hàng thứ bốn rồi, hai hàng bốn tuần thực thật cái rất là rõ, và ngoài ra nó hơi kém như cái nó sâu cái thật, đó là bình thường. Và đây là cái trường hợp bất sản thận, hai cái này không phải hai quả thận, hai cái gì anh chị, hai cái tuyến thượng thận, đúng không? Lúc này á là cái thật hai cái tuyến thượng thận nó ngồi trên hai quả thận nó rất là to, đúng không? Ở đây là vì có cái mầm của hai bên này nó phát triển. Dạ. Lúc đó thì do cái chỗ mà cái thận nó nằm á, là không ai nằm, thành ra là cái thượng thận nó nằm dạng ra. Đúng không? Tức là thay vì ta ngồi trên xe này, ta mua vé ghế ngồi, nhưng mà bây giờ bên cạnh không có ai hết, nên là ta được phép nằm. Đó, như vậy đó. Nó ra trong chỗ không có thận, nó nằm ra. Rồi. Thành ra là khi mà lúc đó nó nằm ra đó thì nó không có hình nón nữa mà nó hình chữ y nè,
thấy chưa? Đó, thì cái này nó gọi là dấu hiệu biến tính thận nặng, tức là mình cắt lá cắt như này thấy cái tính thận thận nó nặng ra, thấy chưa? Đó, cái này nó gọi là dấu hiệu biến tính thận nặng. Thứ nhất là không có quả thận ở vị trí này, thứ hai là cái thực thận nó nằm kẽ dài ra đây. Đây hai cái thành thật nó nằm và cái gì để ý coi, hoàn toàn không có một cái miếng nước ối nào nó bao quanh cái thai này hết, thấy chưa? Vô ối đúng không ạ? Đây cái gì thấy cái thai này có nước ối không? Đó, đây cái thai này có nước ối không? Thấy không? Hai cái thành thật nằm. Dạ, ở lá cắt vàng thì mình không thấy động mạch thận hai bên, tức là mình thấy nó bị cụt hai tay, đúng không? Bình thường mình thấy cái người đứng với gian ăn ra hai tay ra, bây giờ nó bị cụt hai tay đó, đây là hai cái tay nó gian ra, bây giờ hai cái tay nó bị cắt cụt qua động mạch thận hai bên, và đây đi thành nặng đây, đây hai cái thành nặng thành nặng đây, dạ không có cái hai cái động mạch thận hai bên, cái thành nặng nằm trong đường là hai cái thận này không có rõ. Đây cái thịt nặng nằm đây không có động mạch thận hai bên, và cái gì thấy để ý coi, tìm một miếng ra miếng nước ối nào bao quanh nó không? Có nước ối đây, cái đầu nó này, cái bụng nó này, có nước ối đâu, có nước ối nè, mình ra những cái hình rất có vẻ đẹp là đâu có nước ối bao quanh đâu, hoàn toàn không có nước ối đó. Đó những cái gà đơn tự, cái gì thấy có nước ối không? Rồi. Rồi, tóm lại cái hình ảnh nó không có đẹp nhưng mà rất là đặc biệt và hiệu quả. Nhất là chẳng thấy miếng nó nói nào hết. Thứ hai là không có thấy hai quả thận nó nằm hai bên nói thật. Để thứ ba là mình thấy cái hai cái thực thận nó nằm ra. Giờ thay vì nó cái nón thì bây giờ nó thành chữ y dài. Thay vì ngắn chứ quên ngắn. Dễ không quá gì? Quá dễ. Và bởi vì cái này mình sẽ chụp nó ngay, là bởi vì cái này mình phải bỏ dạ, nhưng mà phải bỏ dấu gián tiếp nữa. Dấu gián tiếp là gì? Thì ối nặng hoặc là vô ối, tức là gần như một quả nước ối không thấy bằng quang trong một giờ. Tình hơn trên hơn chú ghi tiêu kỳ đề rộng bằng quang là 25 cho đến nửa tiếng đi, bây giờ mình coi cả tiếng hồ coi nó tiểu. Dấu hiệu gián tiếp rất là có giá trị, là bởi vì nếu không thấy thật hai bên ối thật mà không thấy thiểu ối thì nó là cái gì các anh chị? Nếu biến thận nó nằm chỗ, đúng không? Nãy giờ mình nói đó là thận nó nằm vị trí bình thường, thấy không? Bây giờ hai quả thận nó nằm dưới chậu á, đúng không? Nó vẫn có nước tiểu, ha. Và mình vẫn thấy rằng là thực thận nó nằm, vẫn thấy là không có thận ở hố thận hai bên, mình vẫn thấy là không có động mạch thận hai bên, thấy chưa? Và như vậy là bắt buộc phải thấy kiểu ối nặng hoặc là vô ối. Bây giờ mình coi một cái dấu hiệu gián tiếp, cái gì thấy rằng là hai cái này không có quả thận hai bên, hội chứng có tên này, cái đầu nó méo mó, không có nước ối nó bao quanh, thấy chưa? Không có hai quả thận, hoàn toàn vô ối, thấy chưa? Đó phải thải vô ối mới chẩn đoán được, chứ còn nếu mà bỏ nước ối thì coi chừng. Cái này 28 tuần bình thường, nhưng sau đó cái gì nó phát triển lên là coi như là không có cái gì hết trơn, đang có một miếng nó thôi là bao quanh thấy, và cái này thì nó gọi là tình trạng phổi, không có cái động mạch thận hai bên, nhưng mà cái này là mà tóm lại là cái triệu chứng không có nói nó rất là quan trọng và cái hội chứng của tớ ngược hoàn toàn với cái bất trạng thận hai bên và bất trạng thận một bên rất hơn. Cái bức sản thận một bên nó gặp cái tần suất 4 lần nhiều hơn so với hai bên. Cái sản thận bình thường để tích nước ối bình thường, điều này khiến cho cái gì cần khó dùng vậy. Bởi vì thực tế cái gì này ngày nay có rất là nhiều thằng một thằng mà một chút và ra, và thậm chí kẹt tiền quá bán lúc bán bớt một quả thận thì một quả thận cũng rất tốt, đúng không? Ngược với bất sản thận hai bên thì bất sản thận một bên có tiên lượng rất là tốt, và cái tuyến thượng thận
Chẩn đoán nó thì rất là đơn giản ha, tương tự như nãy vừa rồi. Cái này là mình thấy cái thạch hai bên, bây giờ mình thấy cái thạch ở bên phải thôi, còn bên trái ha. Nói bên trái thì cái dạ dày, hay cái thạch bên trái ha. Cái này thấy thạch bên này và bên này cũng thấy. Dạ. Nhưng mà chưa có đủ. Tiếp đến là cái dấu hiệu biến thành thạch nằm kẻ dài tương tự như lúc nãy. À, không thấy được mặt thạch bên bất xạ thì bây giờ nó cũng có một tay rồi, các bạn thấy không? Có một tay thôi, cái tay bên này cũng có tay này. Lắc ngang mình thấy quả thật bên trái mà không thấy thật bên phải, lắc các dọc thì mình thấy quả thật đây và bên này không có thấy cái quả thật bên này, làm cái đốt đen thì mình thấy rõ ràng là quả thật một bên này không có. Như vậy thì đây là một cái bất hạnh thật. Và rồi gián tiếp là gì? Lưu ý là lượng nó mới bình thường, bàng quang mới nước tiểu và cái quan trọng là không tìm thấy thật là nhỏ. Có nhiều cái lưu ý phải tìm kiếm cẩn thận xem thai nhi có bị bất sản thật một bên thật sự hay là có hai thật mà một thật là nhỏ nằm trong cái bụng chậu. Cái thật đau trọng nó chỉ bị đại buồn trừ sau khi đứa trẻ ra đời, do vậy không thể đi tìm cái dấu hiệu này là thai nhi. Thông thường như cái gì nếu mà một người lớn á mà cô đó làm cho mình thấy có một thật à thì luôn luôn mình phải đo, lúc này là đo, lúc này luôn luôn phải đo. Sau đó thì khi mà bất sản thật một bên á thì ra đời thì cái thật còn lại nó sẽ từ từ nó tăng kích thước, nó bù trừ với cái thật mà nó không có, đúng không? Thật ra là nếu đó, mà mình nói mà con người bình thường có hai quả thật thì cái chiều dài thật bình thường nó khoảng từ 10 đến 12 cm chiều dài. Thì đối với những người mà bất sản thật á, thì chiều dài trung bình đó theo tôi á, thì nó khoảng chừng 13 đến 15 cm chiều dài. Nó không có không phải là một số nhất định đâu, nhưng mà rõ ràng là cái thật nó to hơn so với người thường. Đó, thành ra mà để tìm cái thật là chỗ chậu á, là trên chưa thì khi là không có dễ đâu. Đối với người lớn không dễ đâu. Thật ra là mình chỉ nghĩ đến cái thật nó là nó chỉ có thật lần đầu là gì? Khi mình không có thấy thật bên kia, mình coi cái thật bên này mà thấy nó to bình thường nó gần chừng 14 phần năm, rồi mình cố gắng mình đi tìm cái thật bên kia mình có thì lúc đó mình nghĩ đến là thật lần đầu. Đấy. Còn nếu mà mình coi cái thật bên này nó chỉ có 10-12 thôi, mà bên kia mình thấy mà làm chưa đi tìm cái thật đặc chỗ cũ thấy nữa thì bắt người ta đi làm đi tìm một cộng từ như vậy cái lần này là thật lần đầu. Đó, anh chị hiểu ý không? Cái cách làm đối với người lớn là như vậy. À, còn đối với thai nhi thì là cái thật thân độc nó cũng giống như cái tinh tinh hoa vậy đó, sau khi ra đời thì cái thất cái nó mới bị đạn, còn ở trong bụng là nó không được, tức là chỉ có tan dư ở trong bụng thôi. Còn đối với người, đối với thật thai nhi cũng vậy, tức là cái thật thai nhi, cái thật thân độc nó không có bị đạn được trừ đâu, và khi ra đời thì cái thật nó có chức năng được đó, nó bị đạn được trừ. À, như vậy thì nhắc lại một lần nữa, cái lạc chỗ thì thông thường nó nằm nhưng mà cẩn thận là bởi vì như thế này, nhiều khi nó là chỗ cùng bên và nhiều khi nó là chỗ đối bên, tức là cái thật này nó nằm ở đây rồi nhiều khi cái thật này á là nó lại qua đây nó nằm mũi ngay dưới cái cực của cái thật này luôn này. Đó, rồi bên này cũng là qua chuyện cái chuyện đó rồi. U thật thì không có gì để nói, là bởi vì phần u thật có thể là lành tính hoặc là ác tính, nhưng mà trên siêu âm mình không có phân biệt được đối với thai nhi, là bởi vì cả hai cái u này nó đều giàu thiếu máu hết. Đó, thì nó là một cái khối choáng chỗ thôi. Thì bây giờ mình nhìn đây để mình hình dung ra cái u thì cái quả thật bình thường đây này, đây là một cái, đây là cái gen u thật bình thường và đây là cái u nằm ở phía dưới. À, khi người ta mổ ra này, người ta cắt đôi quả thật ra thì đây là cái phần trên này, nó tương đối cái phần rồi, còn nguyên cái u này này, nguyên cái phần u này. À, và cái thật này thì cái gì đây là cái phần vỏ thật bình thường, đây là cái phần u
đoán chỗ mà không chẩn đoán được tế bào của nó là gì thì biết chẩn đoán là u thận thôi. Còn cái mình quan tâm là cái thận đại chỗ này, cái thận đại chỗ là khá nhiều, nên tần suất mà chừng 1/1000 rất là nhiều đó. Một hoặc cả hai thận có thể làm chỗ, cái thận đại chỗ nó làm tăng nguy cơ tắc nghẽn đường niệu. Vị trí thường gặp nhất là chậm rồi thì cái gì thấy là nó nằm chậm thì mình làm cái cạnh cái bọc đại hay là mình thấy cái khối u thận đó. Và nếu mà nằm về chiều thường cái động mạch chậm thì nó sẽ cho cái nhánh nó nuôi. Đây là vùng khối thận thì chỉ thấy thận một bên, các số vùng chậm thì mình thấy là phía trên cái bọc đại là cái quả thận. Và đây là cái thực thận nằm ở cái vùng khối thận. Và các số vùng chậm thì cái hình này nó hơi khó nhìn, nhưng mà mình sẽ dùng đây là cái số vùng chậm này. Các bạn lát cắt này là lát cắt coronal. Đây là cái động mạch trụ cột này. Đây là thấp thoáng có hai cái động mạch chậm này. Và đây là cái mạch thận, đây là cái xoắn thận. Để cho mình đặt. Để cho mình đặt. Nó nằm ở vùng chậm. Và như vậy là thơm cái động mạch chậm. Đây là một cái trường hợp khác. Lát cắt này thì mình thấy hai cái động mạch thận ở đây chính là cái hai cái động mạch chậm, ở đây chính là cái quả thận. Đó. Ở đây là cái động mạch của con ruột. Trước mổ này thường là gì ha? Đây là quả thận nè. Đó. Có hồi âm dày. Cái thận này nó thường kết hợp với những cái bất thường khác để
tầng này cần được theo dõi đường nguy cơ cao là trong một phần qua được khoảng nghèo của loại thật. Thì đây là cái móng ngựa mà tức là đây là một móng sắt móng kim loại để người ta đóng những cái bên trong cái móng chân móng ngựa để nó chạy ra đó, thì rõ ràng là móng ngựa và đây là hình dạng của quả thật không hình dạng của móng ngựa, tức là hai cái phần dưới này nó dính vào nhau và cái trục thật lúc này nó không có đi ra ngoài như bình thường, hai cái trục thật này nó luôn ở trong và do cái đi hướng đi do cấu trúc bất thường như vậy cho nên cái hiệu quả này nó dễ bị nhạy ác. Thì nó có rất là nhiều kiểu đó, cái móng ngựa này nó ngắn khó, hai cái này nó dính với nhau chút thôi, hai cái này nó dính và nó uốn éo như thế này đó, hoặc là nó lại lệch như thế này, hoặc là nó lật ngược lại như thế này, hoặc là nó thành đường ép là nói chung là nó mô hình cận kề. Đây là những cái mà nó thật này nó có đến hai cái bề thật hiệu quả thật này đó. Tức là nó có rất là nhiều cái bất thường khác nhau. Đây là một cái thật phóng ngựa hình chữ S. À, đây là cái gì các chị? Hả? Hả? Đúng rồi, cái tình thật. Đó, cái tình thật nào? Đó, cái chỗ trống ở này nó nằm biết cách tiết kiệm, mua vé xe ngồi mà được nằm. Rồi, các chị cố gắng nhìn ra cái thành phố ngựa. Đây là cái cột sống này. Đó, cái lát cắt này là nó nửa nó cắt ngang và nửa nó cắt vặn. Thì mình thấy là cái thành phố ngựa này nó nằm ôm như thế này. Ở bên kia cái cột sống, hình dáng này nó giống như cái thành quả đậu á, nó cong thành quả đậu một chút. Cái hình này nó xấu hơn, đây, đây cái động mạch của bộ bên này để thằng không được nó bắt qua. Đây cái bọc đá, đây là cái bọc ngựa. Cái thân thật này nó nằm, thật nó nằm, không có hai cái thật nó nằm hai cái cột sống nữa. Vì cái này thật này nó nằm thấp xuống phía dưới. Như vậy là một trong những cái phần lưu ý là đây là cái thành phố ngựa này, cột sống này. Là khi mà mình không thấy là nó nằm ở vị trí bên đường thì đó, ngoài cái thành là chỗ này nó coi cho cái thành phố ngựa đó, cái thành phố nằm có phần bình thường. Dạ. Bây giờ mình đề cập những cái bệnh lý nan thận. Thì tôi nhắc lại các chị phải nắm kỹ cái bệnh này vì nó rất là phức tạp, không là các chị sẽ không hình dung được cái vấn đề. Đầu tiên là mình đề cập đến một cái nan thận đơn thuần. Cái nan thận đơn thuần này nó giống như người lớn có cái nan đơn thuần đơn thuần, tức là hồi xưa mình thấy nó là cấu trúc nan chẳng có ý nghĩa gì cả, đúng không? Nhiều người quá trời nan không có chết gì đâu. Rồi cái thứ hai nó là bệnh nan thận do tắc nghẽn, thì nó chia ra là gì? Tắc nghẽn trước 10 tuần tuổi, tắc nghẽn sau 10 tuần tuổi. Thì nếu mà tắc nghẽn trước 10 tuần tuổi thì nó cho ra cái bệnh lý là thận loạn sản đa nan, tức là MCDD, multicystic dyslipidemia, tức là cái này đa nan mà cái thứ này thì các chị nên nhớ là nó nếu mà không ấy là những cái phần mà chỉ đa nan này là liên quan đó. Thành ra cái gì nên nhớ là khi mình dùng đối với chẩn đoán này cái gì nên ghi nhớ như thế nào kèm theo. Thì đây là một cái thành phần chẩn đoán này là dịch từ cái môn di sinh tiết di sinh tác thì tiết niệm, tức là do tắc nghẽn trước một tuổi. Nó là cái thận mà đang là chẩn đoán này mà thận không có chức năng, nó bao gồm cái gánh nang kích thước thay đổi với nhau, chúng thay thế hoàn toàn cái mô tập bình thường. Bệnh lý này là việc một bên cái ngực phục vụ hoàn toàn đối với, tức là thay vì nó là lúc nãy mình có cái bất thành thận một bên bất thành thận hai bên đó, thì
cái bệnh lý này được cho là bên em có cái tắc nghẽn hoàn toàn ngang mức bể thận hoặc là đoạn đầu thực quản trước 10 tuần tuổi, thì tức là do nó tắc nghẽn quá sớm. Bình thường á là cái thực quản nó có cái vai trò của nó, bây giờ nó tắc nghẽn thì lúc đó là cái thận nó sẽ loạn sản ra ra, mà khi mà nó bị trước 10 tuần tuổi là cái lúc mà giai đoạn bệnh thận sẽ thấp, và nó sẽ làm hư hỏng luôn cái thận. Cái sự tắc nghẽn này xảy ra trong quá trình phát triển của thận, khiến cho chúng loạn sản thay thế của thận bằng không thay thế. Như vậy thì nói đến thận loạn sản đa nang thì nó là một cái tắc nghẽn thực quản trước của chúng tôi em xin thấy. Nó là đặc tính là gì? Kích thước rất là lớn so với thận bình thường của bạn, làm được thay thế hoàn toàn bởi cái các cấu trúc nang không thông thường với nhau. Ở đây là một cái 14 bậc các vị thấy nó có những cái nang cái thận, và từ 14 cho đến 18 bậc thì các chị là cái thận này nó bơm ra và rất là nhiều nang. Đây là một loại nang. Một cái trường hợp khác, đây là cái cuộc sống nằm mốt thận bên này để thận bên bình thường, thận bên này nó tại nang 19 bậc và 33 bậc.
trường hợp này nó cũng không có được tốt lắm, là bởi vì rõ ràng là cái thận mà nó teo lại. Dạ. Như vậy là cái phản ứng của một cái tắc nghẽn trước 15 tuổi nó cho ra cái bệnh lý khác là thận đa năng, tức là đặc trưng của nó là rất là nhiều nang ở hai bên và nó tăng trước trước theo thời gian và nó tương đương với là bất thành thận bởi vì nó không có chức năng. Còn sau 15 tuổi thì nó là loại thận đa năng do tắc nghẽn, thì là khởi đầu là nó trước trước ở thể thận hồi âm của thận cũng dài. Bây giờ mình nói đó là bệnh nang theo tắc nghẽn. Bây giờ mình sẽ gặp bệnh thận di truyền. Thì cái bệnh thận đa nang di truyền theo nhân nặng và nó có cái bệnh thận đa nang di truyền theo nhân trọng. Bây giờ mình coi như nhân nặng trước đi. Nó là nằm trên cái nhiễm sắc thể mà nó bị bệnh này nó là nhân nặng nằm ở trên cái nhiễm sắc thể thường. Và nó đặc trưng bởi sự giãn giãn nang của tiểu phế quản thận, cho ra một cái nang kích thước từ 1 đến 2 mm. Thì tôi nói em đến chị rồi, khi mà những cái vi nang thì hồi âm nó là chặt và nó tăng ở phía sau không nhường trước nó học đấy, nó phổi cách ly là cái hoặc là cái dị dạng nang của phổi thứ ba, tức là những cái nang mà 0.5 mm nó là hồi âm chặt. Đó, tăng âm phía sau. Thì cái thận này nó tương tự như vậy, hồi âm rất là dài, tăng âm phía sau. Và cái thận rất là to. Anh chị thấy cắt ngang cái bụng của thai nhi thì mình thấy rằng là hai cái quả thận này chiếm hết rồi. Nha, hai quả thận này chiếm hết hai. Đó, một chữ chặn. Chủ yếu là cái thận. Thì mình sẽ xem một số cái thận. Thì hai thận tăng kích thước hồi âm dài, tăng âm phía sau không thấy bằng quang hoặc là bằng quang rất là nhỏ, chịu ối, tức là chức năng thận rất là kém. Cái gì thấy rằng là cắt ngang mà hai cái quả thận à. Và đây người ta đo cái chiều dài này 35 mm, và đây là cái thai của 18 tuần rồi, 18 tuần là 18 mm đúng không? Cái này 35 mm. Còn cái này nó bằng thận người lớn luôn, 90 mm, tức là nó bằng cái thận người lớn luôn. Không biết nó bao nhiêu lần tuổi nhưng mà như vậy là cái gì khác. Hai cái quả thận chiếm hết cái bụng. Đây là hai cái quả thận này chiếm hết. Tức là kích thước rất to và hồi âm rất dài. Kích thước rất to và rất là dài. Và cái này là nó bị mãn bụng luôn. Các bạn thì rất là dễ nhận đoán anh chị ha. Khi mà cái kích thước rất to và rất dài thì nó là di truyền theo nhân lành mà nó bị thiếu hụt rồi. Rồi cái đa nang di truyền theo nhân trọng thì nó như thế nào? Nó là những cái nang ở gan và thận, thận và gan. Thì mình thấy rằng là hai thận nó cũng tăng kích thước hồi âm dài, tăng âm phía sau. Nó có những nang nhỏ có thể thấy là vùng hồi âm dày, tức là ngoài cái hồi âm dày của quả thận thì có thể nó có những nang nhỏ. Bằng quang thường thấy khối được bình thường. Thì bây giờ người ta đẻ ra một cái, bởi vì nếu mà tả như vậy thì nó giống cái thằng đen lặng quá. Thì nếu mà chỉ siêu âm thì có thể không phân biệt được giữa cái đen trọng và đen lặng, thì người ta làm theo cái siêu âm cha mẹ thai nhi. Nếu mà thấy cha hoặc mẹ có bệnh lý nang thận thì đó là di truyền về nhân trọng, mà trong đợt này chúng ta là cho thai xong rồi cái mình tiếp vào cái bụng của bà bầu và mình đoán được ha. Nếu bà bầu mà có nang can thận thật thì nó là bệnh nhân trọng. Cái gì thấy nó giống như cái hình ảnh vừa rồi, thật nó to rồi gầm dày đúng không? Đó, mình không có phân biệt được hai cái bệnh lý. Theo cái 19 tuần hồi âm rất là dày, 35 tuần người ta rất là dài và người ta không biết nó là cái nhân rộng nên lặng thì người ta mới thu âm mẹ, người ta thấy thật ở đây nè, người ta sẽ ra là cái nhân rộng. Rồi như vậy là cái bệnh lý cái gì phải phân ra, một là cái nang thật đơn thuần, hai là
bị là thứ nhất là bị cả thận, thứ hai cái tinh thần rất là to và rất là dài thành lòng phía sau, và cái thứ tư là sẽ phân biệt giữa trên lăng và trên tròn, thì mình sẽ làm thêm cho bạn này hiện nay đó mình sẽ có hai hiện tại là mình sẽ tròn cái thằng người âm dài thì cái này hay gặp và nó không có tiềm lực gì đặc biệt, tức là nó rất là bình thường bởi vì nó người âm dài nhưng mà cái xoan thận nó không bị thiếu nước, đúng không? Tại vì nếu mà xoan thận thiếu nước là tương đương với một cái tắc nghẽn xong rồi không được, hay là xoan thận không thiếu nước thì cái này người ta nói là người ta cũng không lý giải được nguyên nhân vì sao, nhưng mà người ta thấy những cái mỏ thận người âm dài mà không thiếu nước như này thì sau đó thì người tốt không để gì đó. Nhưng mà đây là một cái đứa ketamin 13 nè, nó có hồi âm dài này thật đó. Nhưng không có nghĩa là nó bị cái này là nó bị ketamin 13 gì đó, nhiều khi nó tình cờ thôi. Như vậy thì đây là một cái pháp đồ tham khảo, một cái thận mà hồi âm dày, nếu mà thận nó nhỏ thì coi chừng nó là một cái obstructive dysplasia, nó là một cái tắc nghẽn xong rồi tụt tuổi. Nếu mà nó có kích thước bình thường thì nó là cái normal variant, tức là giống như cái trường hợp này cho nó, tức là nó không bị thiếu nước, thận tiêu lượng là tốt. Cái thận nó to ra mà hồi âm dày thì nó là nhân tròn hoặc là nhân bệnh nhân lành. Bây giờ hoặc là cái thận nó to ra và kết hợp với những cái bất thường khác, thì ví dụ như là cái thằng là Medvedev là tức là to ra cơ quan đó, hoặc là cái thằng Medvedev đó tức là nó gồm có mấy chứng anh chị, một cái thận đa nang di truyền rồi một cái thận viêm ngón, đúng không? Rồi, bây giờ mình nói đến cái tắc nghẽn hệ niệm. Xoay đi xoay lại cũng dính đến cái tắc nghẽn, vì cái tắc nghẽn nó rất là nhiều. Tắc nghẽn dù cao hay thấp nó cũng đều gây nên cái dạng đề về thận hết. Có nhiều cái bài cãi lắm, nhưng mà bây giờ mình tạm chấp nhận như thế này. Mình cắt ngang cái bụng của em bé, mình đo cái đường kính trước sau của cái bể thận. Nếu mà ở quý 2 nếu mà nó lớn hơn hoặc bằng 5 cm thì mình nói là nó bị thiếu nước. Nếu mà quý 3 thì cái tiêu chuẩn nó là lớn hơn hoặc bằng 7 cm nó bị thiếu nước. Đó. Thì đây là cái tiêu chuẩn hiện tại đang được chấp nhận. Mình nhớ là quý 2 thì trên 5 hoặc quý 3 thì trên 7 thì mình nói nó tăng lẻ. Và người ta cũng chia ra mức độ từ độ 0 cho đến độ 4. Thì giống như người lớn vậy đó. Nhưng mà vấn đề là mình không cần phải nhận đoán đo đâu, mình chỉ cần đo cái đường kính trước sau của khi nào năm, ví dụ như cái nòng này là mình đo nó là 7 mm, 9 mm, mình kèm theo cái số liệu này là mình cho biết cái tuần của thai. Đây là cái đường kính này rồi. Rồi sau khi mà nó xét được cái thận thiếu nước xong đó, là mình phải coi là nó dạng về thận một bên hai bên không, cái quả nó có giả hay không, có bạc quan hay không, có bị chủ gối hay không, có từ được kiểm soát hay không. Bởi vì cái đứa nào á, trước khi luôn như 21 nó là hai việc
cái này người ta nó là một cái phương thức một bên và kèm theo cái hiệu quả nó dạng lớn nó hoàn toàn à. Thì đây là cái thật, cái bệ thật cái dạng và đây cái hiệu quả cái dạng nó hoàn toàn nha. Cái này cái dạng xuống đó, cái hiệu quả này nó dạng, tức là ngoài cái bệ thật ra thì cái hiệu quả này nó cũng dạng to đó. Bệ thật cái này dạng, bệ thật cái này dạng và cái hiệu quả ở cái này nó dạng xuống cái mặt quan. Ờ, cái thật cái này cái thật cái này nó cũng đang cắt ngắn ngang cuộc sống này à, cái bên phải là cái này bên trái là cái bên nước à, rồi cắt dọc thì mình thấy là từ cái này là cái hiệu quả trái cái nó cũng dạng hơn nha. Thật đây có một trái đây đó à, tôi luôn luôn phải dùng màu bởi vì mình phải loại trừ cái túc ống hay là cái máu không, cái này là nó không có mạch máu ở trong cái đó. Dạ. Như vậy thì đây là một cái trường hợp mà nó tắc nghẽn ở cái khớp nối hiệu quả và bằng quan. Rồi bây giờ mình học đến cái hệ niệu đôi với cái nang niệu quản. Cái hệ niệu đôi là một cái hệ dị tật hệ niệu thường gặp à, nhưng mà rất là nhiều bác sĩ làm mà chưa học qua không có biết, bởi vì cho nên đưa đến những cái sai lầm rất là buồn cười. Cái bệnh lý là một bên nữ nhiều hơn nam. Cái hệ niệu đôi nó gồm có hai bệ thận, hai niệu quản có thể hoàn toàn hoặc không hoàn toàn. Cái hệ niệu đôi không hoàn toàn là hai niệu quản hợp nhất phía trên bằng quang. Có hoặc chưa hoàn toàn là hai niệu quản nó đổ vào bằng quang bằng hai cái lỗ riêng biệt. Bây giờ mình có một chút phải nghe coi những cái phôi thai học của nó à, cái gì thấy rằng là đây là cái thận, cái niệu quản đây là bình thường, còn cái này là hệ niệu đôi không hoàn toàn, tức là ở phía trên này nó có cái niệu quản, cái bệ thận phía dưới thì có cái niệu quản nó nối với nhau rồi sau đó nó mới đổ vòng qua, đó là không hoàn toàn. Còn nếu hoàn toàn á, là ở trên này nó có cái niệu quản nó chạy xuống vòng qua, ở dưới này nó có cái niệu quản nó chạy qua nha. Đó là cái hệ niệu đôi hoàn toàn à, nó có một cái đặc tính rất là đặc biệt thì bây giờ mình phải để ý đây. Đây là cái hình vẽ mô tả cái hệ niệu đôi và nang niệu quản. Với cái hệ niệu đôi hoàn toàn đó thì cái niệu quản dưới thường cắm vào bàng quang ở vị trí bình thường à, đây là mình có cái bệ thận trên, cái bệ thận dưới thì mình để ý nè, cái bệ thận dưới nó đi nè, đi bình thường và nó cắm vào bàn tay vị trí bình thường, nhưng theo chiều vuông góc với thành bàng quang, tức là nó cắm vô thành bàng quang, nó cắm vuông góc. Điều này làm cho niệu quản dưới hay bị trào ngược. Thì tí nữa tôi sẽ có cái hình giải thích cho các chị biết là tại sao khi nó cắm vuông góc thì nó bị trào ngược. Cái niệu quản trên nó cắm vào bàng quang ở vị trí thấp hơn. Đây cái niệu quản trên này nó lại đi xuống, các chị thấy niệu quản trên nó to to này, đi xuống nó lại cắm vào vị trí thấp hơn. Đó. Đầu tận của niệu quản thường phồng lên trong lòng bàng quang tạo thành một cái nang niệu quản. Tức là cái đầu tận của nó bị hẹp lại, nó có cái lỗ để cho nước tiểu của bàng quang nó hẹp lại thành ra ở trong nó phình ra thành cái nang. Cho nên những cái trường hợp này siêu âm á, nếu mà siêu âm người lớn là mình thấy ở trong lòng cái bọc đáy nó có cái nang ở một bên, cái gì dùng không? Đó. Thì tôi tạm dừng lại ở đây để cho các chị nghĩ ra. Thì cái thời mà tôi làm ở Bình đó là đã có một cái bác sĩ mà thấy cái hình ảnh đó là bao nhiêu con người lại nhận không biết nó là cái gì hết. Hỏi cho cha rồi tự nhiên sao trong bọc đáy này nó có cái nang? Làm siêu âm cho một người nữ giới, ủa cái nang nó phải nằm ngoài bọc đáy, tức là ý nó nang trứng á, nang buồng trứng, thì nang buồng trứng nó phải nằm ngoài bọc đáy chứ, tình rõ ràng cái nang nó nằm trong bọc đáy. Và cuối cùng là nhưng mà sau khi ổng chạy ra ngoài sau thì tôi để ý cái báo cáo ở điều nào lơ không có thể, thì đặc tính của
đó là cái gì mình biết phải đọc hết rồi thì hẹn.